Chúng ta học bài tập đọc lớp 4 tuần 9, Thưa chuyện với mẹ, trang 85. Chúng ta sẽ trả lời câu hỏi số nhất. Thứ nhất, câu 1, Cương xin mẹ học nghề để làm gì? Trả lời, Cương học nghề thợ rèn để giúp đỡ cha mẹ. Cương thương mẹ vất vả, Cương muốn tự mình kiếm sống. Vậy thì ý của đoạn 1 này, đó là ước mơ của Cương trở thành thợ rèn để giúp đỡ mẹ. Câu 2, mẹ Cương yêu lý do phản đối. Nêu lý do phản đối như thế nào? Mẹ cho là Cương bị ai xui. Nhà Cương thuộc dòng dõi quan sang, bố của Cương sẽ không chịu cho Cương làm nghề thợ rèn, sợ mất thể diện của gia đình. Câu 3, Cương thuyết phục mẹ bằng cách nào? Trả lời, Cương nghẹn nghẹn nắm lấy tay mẹ. Em nói với mẹ bằng những lời thiết tha. Nghề nào cũng đáng trọng. Chỉ có ai trộm cắp hay ăn bám mới đáng bị coi thường. Chúng ta sẽ có ý của đoạn 2, đó là Cương thuyết phục được mẹ hiểu và đồng ý với em. Câu 4, nhận xét cách trò chuyện của hai mẹ con. Thứ nhất là cách xưng hô, thứ hai là cử chỉ trong lúc nói chuyện. Cách xưng hô thì đúng thứ bậc trên dưới trong gia đình. Cương xưng hô lễ phép với mẹ và xưng hô lễ phép và kính trọng. Còn mẹ Cương thì xưng mẹ, gọi con rất dịu dàng và âu yếm. Qua cách xưng hô này, ta thấy tình cảm mẹ con rất là thắm thiết, thân ái. Hai là nhận xét về cử chỉ. Cử chỉ trong lúc trò chuyện thì rất là thân mật, tình cảm. Mẹ thì xoa đầu Cương khi thấy Cương biết thương mẹ. Còn Cương thì nắm lấy tay mẹ, nói thiết tha khi mẹ nêu lý do phản đối. Nội dung của bài là Cương đã mơ ước trở thành thợ rèn để kiếm sống nên đã thuyết phục mẹ để mẹ thấy nghề nghiệp nào cũng đáng quý.